Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Hiện tại ở đây thì mình đang có chiếc Apple AirPods 1 và bây giờ thì mình lại muốn bán nó đi để mình lên đời cái chiếc AirPods 2 và để cho những cái người mua sau của mình họ có thể dễ dàng connect được vào cái chiếc điện thoại của họ thì mình sẽ phải tiến hành hard reset. Và các cái bước này thì các bạn cũng có thể thực hiện đối với những bạn nào mà khi chúng ta đang sử dụng AirPods và các bạn không muốn đổi AirPods nhưng các bạn đổi iPhone thì cái chiếc iPhone bạn mới mua về thì nó cũng sẽ không có connect được và bắt buộc các bạn cũng phải hard reset. Hoặc là những người nào bán AirPods cũ cho các bạn và họ không biết reset thì chúng ta vẫn có thể tự thực hiện được. Và ok, bây giờ thì các bạn hãy tham khảo video của mình nhé. Ok, hiện tại thì chiếc AirPods 1 của mình thì đang kết nối với cái iPhone của mình nằm ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành hard reset một cách rất là đơn giản thôi. Ở phía sau mặt lưng chúng ta sẽ có một cái phím. Đó, một cái phím tròn tròn. Và tiếp tục các bạn sẽ tiến hành nhấn giữ trong vòng 15 giây. Và sau đó chúng ta sẽ phải chú ý cái đèn này. Bây giờ mình sẽ bấm nha, 3, 2, 1. Đó, và cái đèn này nó sẽ chớp. Rồi, và thả ra. Thì ngay lập tức cái AirPods của bạn nó đã trở thành một cái chiếc AirPods như mới và chưa connect vào bất kỳ một cái thiết bị nào cả. Bây giờ mình sẽ mở lên và tiến hành connect lại với cái chiếc iPhone của mình. Đó. Đấy, và các bạn sẽ phải làm một việc rất là đơn giản thôi, chúng ta chọn vào kết nối là xong. Và cái công việc hard reset này nó chỉ đơn giản như vậy thôi, rất là đơn giản. Đó. Ok, và chúng ta sẽ thử lại một lần nữa nha. Đó, đèn chớp và đã reset được cái chiếc AirPods 1. Ok, và như vậy thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể hard reset cái chiếc Apple AirPods 1 cũng như là nếu như AirPods 2 thì các bạn cũng có thể thực hiện y chang như mình luôn. Và cái thao tác của nó cũng rất là đơn giản và cực kỳ là ngắn thôi, các bạn có thể tự thực hiện tại nhà hoặc là mua AirPods về xong chúng ta tự làm cũng được. Đó, không có gặp vấn đề gì cả. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu như thấy video của mình hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ok, và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình ở Điện Thoại Vui TV thì hãy cho bọn mình một subscribe kèm với nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nha. Bye bye.